mùi mùi tôi tôi chẳng nơi mấy mấy chẳng thật ca vi dấu ấy thật ca cho vi dấu tam ná dương vi dấu nơi tôi chẳng bảy ổ xí tê hà là rõm khu có ba dương tờ riêng chẳng kê nơi sổ kết kì mơ riêng không stock market dương mơ không à CSX ấy cầm bốn stock exchange market vi dấu nó không nâng đăng dình xin anh mình nghe khá tê đặt chào tư miền tập hiếp tên tập hiếp miền phải hết tình phải hiểu bằng cái ca tình hot hà sa biển sa mana sứ tình cứ đó là này mà đôi cầm hôn Amazon the bông chẳng đôi cầm hôn Facebook the bông chẳng cứ đó là chuyện này ca dồn pi hà vạn thô thưa ở dưỡng thưa ca sầm rách lưỡi mũi cho bà lúa để lưỡi ca chạy về tìm mũi kê bằng riêng dưỡng ông pi ca chạy viết hay hình xong chạy chẳng hỏi ngay dưỡng ở đây hình xong chạy sau kế kinh xong chạy tâm hình nạ tìm bằng mũi kinh xong chạy mấy đứng ngay cái mũi về cái mình đứng ở đây máu mà ở cái bà khao nào vậy hay chẳng cái ai lưu con trái con nước chúng ta trái ở mạng đặt nó khao nó xê mình đó kê riêng chóp nó mà riêng chóp sau bù đọc mơ nữa hay bà bẹp bộ mà tiết trả nó đó bê kê tờ riêng khó lấy cái sau cổ bạch chẳng hạn lời chạy chi chi nó cứ cái ọt chi chi cái nơi sao hay bên thầm đặt nơi rành thổ đi nơi sờ lá kỳ tay nhà ao sơ sơ mà khai mà đo rước rồi mà chẳng bay đo chẳng hồi cái mấy liên race fan mà race fan là bay rồi hà ra miệt thôi chậm nô chẳng cái hồi cái mấy tài tinh score chocolate candy ốc bò co xong rồi chẳng đào lụa tam xã cùng chúng ta tin cho cái lệnh bảo áp chẳng nó đã lụa tam tiền bài ơ bóng ô nhận tích nhưng cho cái lệnh tin mà đông mà riêng đọc bê tới đâu mạng ba lụa đọc hìa mùi lụa ấy bóng đọc hìa mùi chẳng nên là cái đai to bóng đó to ấy côn ấy và đồng bê ơ côn hiền hồ lối chẳng tin mà bảo áp mà bảo áp ta đọc hìa đọc đau mà đau mà riêng đọc bê lụa ấy mạng ấy bóng ấy mi ấy bù ấy dây tá mũi sẽ đọc hìa chẳng mà pra nó cứ lúa bán mớ đó phía lăng mà rồi bạn chẳng trên anh cao sập phía chẳng à cao sập phía nó cứ đặt chỗ nó công cái tiền nó cái bởi yên rô xí tăng phía năng mê bạn chẳng à nó cứ ca sầm rạch chất cứ đâm bay viện vô nơi nà côn chẳng ca sầm rạch cứ ở chỗ bà lúa hay chỉ liên vây hay bàn à rành về thổ dưỡng đôi côn nó là dân chọn bàn hay prepare riêng chấm đầm bay ở trái chẳng nát hay đầm bay ở trái cứ đo từ dân vô làm pi lôi cá năng tung đạm mây hay bong cá chuẩn bẹ mây chi viên của mọi chuẩn bẹ cây giang mây hay say tứ in tre và từng on nó cứ xem khá nắp cá bẹ hay dân họ ngay ở đây bán miên cá bẹ thế xóm thế miên từ dân ao kê cá bẹ cua chẳng nát hay cà phê nó cứ dùng tiền kia tiếp theo kia từ nia kia nó ao má này má để họ ấy được hút xe cái hộp liền buồn hộp liền chẳng từ nia kia nó khá tới ao cho một mũi phía rồi cà phê từ nia kia tới ao một bảy phía rồi từ nia kia tới ao một bốn phía rồi chẳng được hút tới tre mà phía rồi mà liền không thấy cháo nữa nè mà cho nắm đâm mỡ nó mà liền nè cho mà hút xe cái đâm phay liền nó chẳng đâm phay mơn bà này mà phía rồi cho mà không thấy bảy phía rồi giam sai giam mơn bà này hay xàm xài chẳng mơ lối trá nó nè cái mũi chẳng cái mũi tới chê chê ra ta chê mơ ta tình hình kia nó ao cua tình hình kia ao tiệm hay dân ta chê hay tình hình kia nó ao bê du chiêng đầm bây dân của vợ lợi toàn cầm ao việc phốt ngay dân rốt lối mà ao kia với nhà toàn chẳng nét và chẳng chỉ tu tới cái chóng bán bê vừa lý đại cái ao chê du hay ca bê đại tiệm nó cái dồn chẳng hay riêng thì tu tới nơi cái nông xà lá cái chấp đạo bởi tăng nạ tí buồn nạ tí buồn cái bởi nhá à gà ra cam hà rành thô nạ tí buồn chẳng kê bởi dô hay nạ tí buồn cái chân nạc chân nam đại kê ao dung prai kê nơi xà lá on đà chết về dân nạ tí buồn cái ao dung prai kê chìm lại cá computer cứ ở dũ đá cử thầy chấp đạo ao xếp prai computer về para computer cái lệnh phá sập phá gây lệnh phá bệnh phá cả đá hay ai nó còn computer thằng o hay cắn đôi cả đá chân của vi đang vào thằng sruel thằng xuồng tại giờ mới ở toàn thì
នៅខ្លះណាស់ទី10មិនទាន់ស្គាល់កុំព្យូទ័រផងដោយសារយើងខ្វះខាតសាលាខ្លះអត់មានតម្រូវការហើយគ្រូខ្លះអត់ចេះចូលបើអត់ចេះកុំព្យូទ័រអត់ចេះ coding អត់ចេះ IT អត់ចេះ typing អញ្ចឹងមិនតែបរៀនសិស្សបានថាអត់យល់អំពីស្អីទៅ Wi-Fi អត់យល់អំពីទៅ Internet អត់យល់អំពីទៅ Firewall ដើម្បីការពារមេរោគនេះកុំព្យូទ័រមានមេរោគទៀតអីអញ្ចឹងណាបាទមានស៊ីតិនណីយើងអស់មេរោគក្នុងខ្លួនធ្វើយើងត្បៅមហារីងប់មេរោគក្នុងកុំព្យូទ័រស៊ីព័ត៌មានយើងអស់អាលុំព័ត៌មានអត់មានយើងអស់បាទមេរោគស៊ីអស់អញ្ចឹងយល់អំពីការគ្រប់គ្រងអរញ្ញវត្ថុយ៉ាងហោចណាគ្រប់គ្រងលុយរបស់យើងដល់តិចបំផុតយើងត្រូវយល់ទី2យើងត្រូវចេះ control សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងយើង control សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចអ្នកគ្រូសាខ្លះខ្វះខាតមុខក្រោយអត់គ្រប់ហូបបានមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផុតផាយផុតផាយគ្រូសាខ្លះគឺអត់ទេឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំបុគ្គលិកជាង2000អ្នកជិត3000អ្នកបុគ្គលិកខ្លះមកធ្វើដំបូង250ពីមុនណាឥឡូវ350ចាប់ផ្ដើម350ខ្ញុំថាទៀត300ទុក50ដល់ធ្វើដល់ឆ្នាំ6ខែខ្ញុំថាទៀតដល់200ទុក150តែធ្វើមួយឆ្នាំផ្ញើផ្ទះ100ទុក250តែធ្វើ2 3ឆ្នាំផ្ញើផ្ទះតែ50ទេទុក300តែធ្វើយូរយូរទៅអត់ផ្ញើផ្ទះទេគឺទុកទាំងអស់តែធ្វើឡើងដល់5 600អត់ផ្ញើផ្ទះហើយយកវាផ្ទះមកចាយតែម៉ែអត់ឲ្យអាវងសាលាបាទលែងផ្ញើឥឡូវអាវងសាលាអាវងសាលាទៅឬអស់អាវងសាលាដឹកខ្ចីមិត្តភ័ក្តិដល់ចុងក្រោយឡើងដល់5 600សាលាក៏អវងមកពាក់ក៏ខ្ចីចែកក៏អត់គ្រប់ផ្ទះក៏អត់ផ្ញើឃើញទេប៉ុន្តែមានបុគ្គលិកខ្លះលុយបានផ្ញើរហូតហើយលុយអាចទិញម៉ូតូជីហើយអត់មានអវងសាលាមានជាពាក់មិត្តភ័ក្តិហើយឲ្យកូនទៅរៀនសាលាល្អទៀតឃើញទេពាក់ខែដូចគ្នាហើយទៅវិញគេយល់អំពីការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេគេលុយពីការ budgeting របស់គេចាយវាយរបស់គេអញ្ចឹងក្មួយត្រូវដឹងថាការចាយវាយទុកដាក់សំខាន់បំផុតណាបាទហើយធ្វើអីក៏ដោយ spend អីក៏ដោយ save ក៏ដោយ video អីក៏ដោយគឺគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយចុះហើយបើយើងធ្វើ video គឺដើម្បីនាំលុយចូលថែមហើយទៅក្មេងក្មួយក្មួយតូចតូចអញ្ចឹងនៅក្មេងៗអញ្ចឹងត្រូវការ video អីត្រូវការចុះ video តាមណាយើងវិញយកនៅតូចជាងកំបាច់អូស៊ីទេខាតអារម្មណ៍គូក្បាលយើងទៅរៀនអញ្ចឹងគេនៅស្រុកគេគេមើលរៀនក្នុង stock market យើងមើលក្នុងអា CSX កម្ពុជា stock exchange market វិញយកនៅក្នុងហ្នឹងដឹងតែចំណេញមិនងាយខាតទេដាក់ចោលទៅមាន10រៀលទិញ10រៀលមាន20រៀលទិញ20រៀលបើគេថាការទិញផុត50រៀលសមបាន50រៀលទិញសមរៀលទិញបាច់ទិញអីទិញតែក្រុមហ៊ុនសាលានេះបាទលោកគ្រូបាទមិនចំណេញធាក់មួយជើងគឺដល់ចំណេញហ្មងដូចក្រុមហ៊ុន Amazon ដំបងអញ្ចឹងដូចក្រុមហ៊ុន Facebook ដំបងអញ្ចឹងគឺដល់ចំណេញក្រង់ទីហ្មងហើយអាហ្នឹងហាក់គេវិនិយោគបាទដើម្បីសំលុយថ្ងៃណាវាឡើងឡើងយើងលក់យកលុយចំណេញថ្ងៃណាចុះចុះទិញថែមទិញថែមថ្ងៃណាវាឡើងយើងលក់អញ្ចឹងណាយកស៊ីវិនិយោគអញ្ចឹងចឹងការសម្ដែងរបស់គេគេអាចយល់ច្បាស់បើគេយល់ពីហរញ្ញសូទៅតមកទី4ណាយល់លំការប្រាក់យល់ចំណូលចំណាយតាក់ហើយនឹង asset asset មកទៅគេ asset ទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានចំពោះក្មួយទ្រព្យសម្បត្តិដែលក្មួយមានស្អីគេខ្លះសៃកលម៉ាក់ទិញឲ្យម៉ូតូម៉ាក់ទិញឲ្យទូរស័ព្ទដែលយើងមានណាលុយយើងសំទាំងអស់សិន asset ទេចុះស្អីគេទៀត liability បំណុលបាទទូរស័ព្ទមានមែនប៉ុន្តែខ្ចីគេ300មកទិញទូរស័ព្ទមួយអា3ទឹកសុំយកអាទូរស័ព្ទល្អមកទឹកអស់ទាំង50អត់ខ្ញុំទិញទេសុខចិត្តយកអា700 3ទឹកហើយប្រើបានចាប់ខូចបាទអាហ្នឹងគេហៅថាឆ្លៀសវៃមែនតែនរហូតដល់អស់លុយពីខោហើយជាពាក់គេវាន់កអញ្ចឹងបំណុលណាមួយទៀត
យើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងចៃវាយត្រែតរៀបចំផែនការត្រែតហើយនឹងទិញអាសរងចុះគួយៗនៅស្រុកខ្មែរអត់មានអាសរងផងយើងត្រូវការទិញហ៎យកដឹងទេតែនៅស្រុកគេគេទិញអាសរងគួយៗពេលដួលម៉ូតូអត់ដឹងអត់មានណាជួយចែកឲ្យជួលលក់ម៉ូតូចោលគេហើយអាសរងមួយខែថោកមែនតើមួយឆ្នាំប្រហែល10 20រៀលប៉ុន្តែយកតែគិតទេហើយពេលគ្រូថ្នាក់ចូលពេទ្យអីគេ cover ដល់1000 2000តែយកតែគិតទេហើយពេលម៉ូតូខូចអីគេជួសជុលគេបង់ឲ្យថ្មីក៏មានដែរតែយកតែគិតទៀតព្រោះហើយវិញយើងអត់ស៊ាំអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃតទៅគិតអំពី insurance យើងទិញការពារហើយបើអត់ទេមានបោសសបោសសឥឡូវហ្នឹងអ្នកធ្វើការបានទិញបានឥឡូវអត់ទេបើម៉ាក់ធ្វើការទិញឲ្យកូនបានទៀតថោកមែនតើបញ្ចូលកូនទៅបានទៀតបញ្ចូលប្តីបានទៀតឬក៏ប្តីបញ្ចូលប្រពន្ធចូលកូនបានទៀតហើយថោកមែនតើពេលឈឺទៅមើលពេទ្យគេមើលឲ្យហើយពេលព្យាបាលអស់ដល់1000ទៀតនោះគេ cover ឲ្យគេចេញលុយឲ្យអញ្ចឹងតាំងពីគ្រោះថ្នាក់តាំងពីដល់ជីវិតតាំងពីព្យាបាលតាំងពីខូចរបស់របរយើងទិញអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់រឿងអាសរងហ្នឹងតែគួយគួយនៅស្រុកខ្មែរអត់តន់យល់និយមន័យហ្នឹងឯងមែនទេពីចាអត់តន់យល់លីហេអត់តន់ទិញអត់តន់គិតដល់ឯងស្រុកគេងាមកទិញទុកបាត់ឯងលោកគ្រូកាលហ្នឹងលោកគ្រូអត់មានលុយលោកគ្រូអត់បានទិញអាសរងទេដល់លោកគ្រូនឹងក្តីទិញអាសរងសុខភាពមិនស្អីល្អវាឡើងថ្លៃកាលលោកគ្រូនៅក្មេងទិញមួយខែអស់តែ50ឯងអាសរង1លានដុល្លារដល់លោកគ្រូចាស់ទីបើមានលុយទិញអាសរងឡើងដល់500បានតែ50ម៉ឺនឯង50ម៉ឺនហ្នឹងលុយគេនៅស្រុកគេហ្នឹងអាសរងលោកគ្រូបង់មួយខែ500ហ្នឹងមិនបង់ចោលឯងស្រុកគេលុយយើងបង់អាសរងមួយខែ500ដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅបានកន្លះលានបងប្អូនខ្ញុំមកខ្លះបង់ប្រហែល200បាន2លាននោះពួកគេទិញការគេនៅក្មេងសុខភាពល្អដូចស្រុកគេក្មួយក្មួយអញ្ចឹងគេទិញនេះតែក្មួយអត់ដឹងព្រមដឹងទិញមិនដែលលឺអាសរងមិនបងអញ្ចឹងក្មួយទិញអាសរងជីវិតឯនេះទៅទិញពីឥឡូវឲ្យសុខភាពល្អវាថោកដល់អញ្ចឹងមានការអីគឺបានលុយ30ម៉ឺន20ម៉ឺនកន្លះលានមួយលានហិកទៅហើយអាលុយយើងហ្នឹងហ៎មិនបងចោលទេinsurance របស់គេគេយកទៅវិនិយោគឲ្យយើងអញ្ចឹងលោកគ្រូបងតាំងពីបងមកមើល9 10ឆ្នាំហើយគាត់លោកគ្រូបងប្រហែល500ហ្នឹងគេយកទៅវិនិយោគឲ្យយើងឥឡូវអាលុយវិនិយោគឲ្យយើងហ្នឹងវាឡើងដល់80000ចំណេញអសល់លោកគ្រូនៅហងឲ្យសល់លែងបងអីគេដកពីអាលុយចំណេញហ្នឹងអញ្ចឹងអាមួយខែ500លោកគ្រូលែងបងបាត់ហើយគេយកអាលុយអាគេវិនិយោគឲ្យយើងហ្នឹងគេអត់យកទៅទុកចោលទេយើងបង500តែយក500ទៅវិនិយោគលើនេះលើនោះឲ្យយើងឥឡូវលោកគ្រូចំណេញក្នុងហ្នឹងបាន80000បាត់ពេលលោកគ្រូធ្វើការលុយលោកគ្រូអាចដកយកមកចាយប្រហែលលោកគ្រូអត់ធ្វើការចាយលោកគ្រូទុកទៅគេឲ្យផ្កាប្រាក់ទៀតឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អំពី insurance យល់ពីហិរញ្ញវត្ថុយល់ពីកម្ចីយល់ពីរស់ស៊ីហ៊ុនយល់ពីវិនិយោគ